Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thêm một người ở Vĩnh Long bị xử phạt hành chính vì báo chốt trên Facebook. Ngày 16 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin, Công an tỉnh Vĩnh Long phạt tiền người dân đưa tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Facebook. Theo đó, một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị Công an tỉnh này phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đã đưa thông tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn của Công an lên Facebook để báo cho người khác tránh. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ báo nhà nước cho biết hôm 16 tháng 2 rằng ông NMH, 33 tuổi, bị xử phạt về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật tại một nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Theo AFA, ông NMH vào ngày 6 tháng 2 đã bị đội an ninh công an huyện Trà Ôn làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính vì đăng tải bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Báo nhà nước cho biết ông H đã khai nhận việc đăng bài trên Facebook vào khoảng từ 20 tới 21 giờ ngày 30 tháng 1 với nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông huyện Trà Ôn trên Facebook cá nhân. Trước đó, AFA cho hay, hôm 14 tháng 2, báo nhà nước đã đưa tin một trường hợp khác ở tỉnh Lai Châu cũng bị công an phạt tiền 7,5 triệu đồng vì cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, sau khi người này đưa tin về chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội để báo cho người khác tránh. Hình ảnh cô LTT bị công an tỉnh Lai Châu xử phạt hành chính. Không chỉ dừng lại ở việc phạt người chủ của Facebook đăng bài, Công an Lai Châu còn tiếp tục truy tìm cả những người viết comment, nhận xét trên status của Facebook nói trên, bị cho là đã xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ vào dịp Tết Nguyên Đán. Người bị phạt là bà LTT, sinh năm 1998. Báo nhà nước cho biết, vào ngày 13 tháng 2, fanpage Công an tỉnh Lai Châu nhận được tố giác của quần chúng về việc tài khoản Linh Nhi đăng tải một nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ dịp Tết, nhiều tài khoản nhóm trên Facebook, Zalo còn được thiết lập nhằm báo chốt, tránh chốt, cảnh sát giao thông. Báo chí nhà nước cho rằng hành vi này là vi phạm, coi thường pháp luật. Tuy nhiên, ở góc độ người dân, việc làm này thể hiện sự bất bình của họ đối với các quy định của công an. Lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều người, nhiều nhóm hội về hành vi nói trên. Tuy nhiên, số lượng các nhóm không hề suy giảm. Hình ảnh một nhóm thanh niên tụ tập hóng chốt, cổ súy cho hành vi thông chốt. Đa số thành viên các nhóm này là thanh niên, thậm chí không chỉ thông báo online, họ còn kéo nhau tụ tập để hóng chốt, cổ súy, reo hò mỗi khi có người thông chốt thành công, có nghĩa là phóng xe tốc độ cao vượt qua chốt mà không bị bắt lại. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là hành động nổi loạn của giới trẻ, nhưng về bản chất bên trong là một sự phản kháng đối với giới cầm quyền mà có thể ngay cả người trong cuộc cũng không ý thức được. Bởi rất đơn giản, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Và sự đấu tranh này chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên của con người, không hề có ai xúi giục. Do đó, dễ hiểu là không thể dùng sự áp bức, xử phạt, truy lùng để giải quyết vấn đề này. AFA cũng cho biết, luật của Việt Nam nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn. Quy định này, theo ý kiến của nhiều người dân là quá khắt khe, vì nhiều khi đồ ăn cũng có cồn, nhưng không đủ mạnh để gây ra say như uống rượu bia. AFA dẫn báo nhà nước cho biết thêm, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, cảnh sát giao thông đã ghi nhận hơn 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn, xử phạt số tiền lên tới 182 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thêm một người ở Vĩnh Long bị xử phạt hành chính vì báo chốt trên Facebook. Chuyện Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn lên báo Mỹ. Ngày 15 tháng 2, VOA Tiếng Việt có bài Báo Mỹ viết về Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn, xe máy vi phạm, chất đóng. VOA cho biết báo Mỹ New York Times đã có một phóng sự đăng hôm 14 tháng 2. Theo đó, có rất nhiều xe máy, loại phương tiện đi lại được ưa chuộng ở Việt Nam, đang chất đóng tại các bãi tạm giữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì một số chủ xe thấy rằng thà bỏ luôn chiếc xe sẽ ít tốn tiền hơn là nộp phạt để lấy lại. Hình ảnh bài trên VOA. Bài báo của New York Times tường thuật, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quyết liệt hơn trong việc chống nạn lái xe khi đang say rượu bia bằng cách tăng mức phạt và tịch thu phương tiện. Các quan chức nói rằng những khoản tiền phạt đó hiện nay thường cao hơn giá trị của xe
và nhiều tài xế không đến nhận lại. Giờ đây cảnh sát đang loay hoay không biết phải làm như thế nào với những chiếc xe đó, trong khi một số người dân bức xúc vì điều này đến mức họ đã công khai lên tiếng phản ánh, cho dù việc chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền có thể mang lại rủi ro Việt Nam, nhà báo của New York Times viết. Tờ báo Mỹ trích dẫn một người có tên là Nguyễn Khang, 30 tuổi, làm việc tại một ngân hàng ở thành phố, nói rằng hệ thống trừng phạt kém hiệu quả và không cần thiết đang bắt những chiếc xe máy làm con tin. New York Times đưa ra quan sát, cho rằng chiến dịch không khoan nhượng đối với nạn lái xe khi đang say rượu bia có những điểm giống như những nỗ lực trước đây ở Việt Nam nhằm tăng cường trật tự công cộng, chẳng hạn như việc dẹp các hàng quán trên đường phố ở Hà Nội và Sài Gòn, vốn bị nhiều người coi là nặng tay. Chương trình 4 năm chống tác hại của rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến việc tịch thu phương tiện giao thông trên khắp Việt Nam trong những năm gần đây, báo Mỹ viết. Hình ảnh một chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông. New York Times đưa ra bức tranh khái quát, theo đó, chiến dịch này đã có những tác động rõ rệt ở một quốc gia nơi bia được bán tràn lan tại các quán vỉa hè và việc nhậu lai rai là chuyện thường tình. Doanh số bán bia trên toàn quốc gần như ngay lập tức giảm ít nhất 1/4. Hàng chục nghìn người đã bị tước bằng lái xe và công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng năm ngoái các vụ tai nạn, số người bị thương và tử vong liên quan đến giao thông đều giảm. Theo tìm hiểu của VOA, trong năm 2023, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 650.000 người vi phạm, 20% trong số đó phạm lỗi về nồng độ cồn và tổng số xe máy ô tô bị thu giữ là gần 155.000 chiếc. VOA cho hay, bên cạnh kết quả tích cực, một hệ quả khác là sự mạnh tay đối với vi phạm nồng độ cồn dẫn tới lượng xe cộ bị bắt giữ tăng cao, làm các kho chứa tang vật của công an bị quá tải và phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ. Hình ảnh xe vi phạm chất đống trong các bãi tạm giữ. Theo VOA, Cục Cảnh sát Giao thông nói với báo Thanh Niên hồi tháng 1 rằng tình trạng quá tải ở các bãi tạm giữ phương tiện vi phạm không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như Sài Gòn, mà ở 100% các tỉnh thành cũng như các quận, huyện, thị xã. Vẫn theo VOA, các nhà chức trách đã cân nhắc đến việc bán thanh lý những chiếc xe bị bỏ mặc. Nhưng các quy định hiện hành không dễ thực hiện vì phải tuân thủ thời hiệu xử lý vi phạm hành chính mất 12 tháng, sau đó phải xác minh, thông báo, tịch thu, thẩm định giá, bán đấu giá, tổng cộng mất thêm khoảng 2 năm. VOA cho biết thêm, dự thảo một nghị định bao gồm việc xử lý tài sản và tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu với thời hạn xử lý tối đa không quá 6 tháng, được Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền để xem xét, ban hành. Khi nó được thông qua, người ta kỳ vọng rằng nó sẽ giúp đẩy nhanh quy trình, thủ tục xử lý và góp phần hạn chế tình trạng để lãng phí các tài sản như xe vi phạm hành chính cũ, hư hỏng. Thanh Niên viết hồi tháng 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Chuyện Việt Nam siết kiểm tra nồng độ cồn lên báo Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.